Anh muốn hỏi gì anh cứ hỏi. Đây là Cường bắt đầu đi phỏng vấn các phóng viên đấy. Rồi, đây là MR cái điện từ Quảng Đông từ đấy là bạn thân của Đô Hèo. Là quán là đệ tử ruột của quán Con Bún đã từng đánh vài thành viên của hội Mr. Nhưng mà em thấy anh này rất là trung thủy. Tình làm chi mà các lứa đôi nguyện thành sống chết. Sống vì chi mà chết cũng vì chi. Vâng, buồn là gì mà đôi lứa nói. Mình là gì mà cô anh phải ngủ say như thế này chứ lại. Cô anh mà nắm tay thì coi nhiều không biết một cái gì cho đời nữa rồi. Cô anh là một ca phê lực của xóm chợ mẹ thì phải. Tôi sống lâu với anh ấy, tôi không thể biết gì. Còn anh Long Chố đã xuất hiện rất một bên quần thưa quý vị. Đây là một bên quần đã bị ướt của anh Long Chố. Thưa quý vị, các bạn có lẽ không nhìn rõ vì bởi vì tôi lại nhìn được. Còn anh Cường, chim đang dựng lên mà. Đây là bơ mặt trời đỏ, mặt trời nhỏ thứ hai của server chúng ta. Ngực rất nợ, ơi, bỏ ăn rồi. Ở giữa thì lẽ ở hai bên thì nhỏ. Anh bé bao tạo với lông ngắt cũng rất dài ở cổ, có quần bóng rổ rất đẹp. Đây là Hải Xì đang trong thái độ tê tê mà đang đúng, được. Rất tê và phê. Tôi đang nói chuyện với anh mẹ MD Ác Canh. Ác Canh ba quay Tuấn Dương đang ngồi ôm đối cắn răng. Thưa quý vị, đây là Tuấn Dương ba vi của TV chúng ta. Ông Tuấn Dương cầm đầu vô đối. Đối. Cầm đầu và đột đột kích trường Hùng Vương nhưng mà bắn toàn thua bởi vì đéo con tơi bắn. Anh đang tạo gì áo mua Hà Nội quần mua về thương. Đúng, anh đang cầm đầu đội FIFA ở trường Hùng Vương, đội rất khủng nhưng mà đá rất ngu thưa quý vị. Còn thằng đang quay phim là thằng Tuấn Anh thưa quý vị. Thằng này có người yêu là con đội FIFA về. Thằng này còn kia là anh bơ mà. Đây là bơ ba băm. Nhưng mà anh uống bia thì anh chỉ. Thằng này với FIFA đến từ Cầm Cầu, còn đây là Cristiano Ronaldo đến từ MU, còn đây Pep Hùng đến từ Arsenal thưa quý vị. Còn đây là MR Hưng Nám đến từ Aston Villa, còn đây là Pep Cường. Hưng Nám rồi nó phải che mặt rồi thì không thể sống được nữa. Còn đây là Canh với thân hình như ông dưỡng. Vâng, và đây là MC A Canh. Đây MC đây, Lý. Còn đây là lớp trưởng MR Trung Kiên. Lớp trưởng hôm nay đã quá say và phải nằm với bộ ngực gục. Thì một khi đã cởi áo ra thì tất cả mọi người đều phải. Lớp trưởng không còn gì để mà chê trách nữa rồi. Không còn gì phải chê trách. Vì đã quá say rồi. Đang mềm người. Vâng. MR Kiên thấy nợ một nụ cười chào đón mọi người ấy nhỉ. Đấy. MR Kiên đã nợ được cười và MR Kiên phát biểu về làm sao khi nhận lời yêu Nguyệt nhỉ. MR Kiên thực lòng yêu Nguyệt đấy nhỉ. Nguyệt là trăng mà trăng đi tròn rất đẹp. MR Kiên có quả mai. Ôi thôi rồi. Sọc thụng trăng. Vâng, sọc thụng trăng quý vị. Vâng. Ai vầng trăng khuyết, MR Kiên cũng là một trong những tay bắn đột kích nổi tiếng nhất trường Hùng Vương. Xin MR Kiên ngồi dậy và phát biểu về tình cảm của Kiên với Nguyệt được không? Không có. Chị Vinh Nguyệt mà Kiên đã phải tốn bao nhiêu tiền ăn chè với mama của Nguyệt. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao Kiên lại phải kiếm lý do như vậy? Sao không tỏa được với Nguyệt? Mặt MR Kiên là anh MR Tuấn Dương. Đây MR Tuấn Dương. Thích ăn chè. Anh MR Tuấn Dương nổi tiếng với nhà giữ xe trước cửa trường Hùng Vương. Chuyên môn tháo lắp phụ tùng là tháo lắp phụ tùng các xe xịn Asama, xong xe tàu và xe Trung Quốc từ vị đổi. Còn đây là MR Kiên, xin mời MR Kiên ngồi dậy phát biểu về tình cảm với Nguyệt là ra sao. Quán bia của MR Kiên với sức chứa 50 người chứa đủ người. Thưa quý vị, anh Hoàng Đơ, đây là Hoàng Đắng Cây. Một trận chiến, một trận chiến. Anh MR Hoàng với thân hình rất là gọi chi là sinh mạnh lực lưỡng. Đang đè chỗ ở của anh Bét Ba Hùng và anh Bét Ba Tè. Anh Bét Ba Hùng và anh Bét Ba Tè giữ nguyên vị trí cho anh Bét Ba Tạm đến chi phí. Tuấn Anh ngồi ở kia không nói gì cả. Anh đang nhắn tin Hoàng Anh, thằng đấy thằng Hoàng Anh. À Hoàng Anh, quên, tôi quên. Đấy, thằng Bét Ba Tè Bơ đang gọi là khô vi lôn. Vâng. Vì đang nhắn tin với Lý Hằng Thư. Rồi. Khô vi lôn và anh Bét Ba Tè vừa chửi Bơ vừa các bạn à. Bơ vừa tâm sự với chúng tôi là trong 5 phút nữa sẽ đi với Trì Ăn Ốc. Mời các bạn đến đón xem. Anh Bét Ba Tè và anh Tam Đa đang dùng con N72 rất hot trên thị trường hiện nay. Cho nên anh đừng quay tôi vì tôi có mãi lần rồi, anh không cần phải quay đâu. À được.
Còn đây là anh Cường. Anh B-boy Cường, Cocono nổi tiếng như sao với thọ với đòn quay đầu cắt kéo và ngủ như chó. Đúng rồi. Anh có đôi vòng Nike rất đẹp. Xin anh. Đây là đôi vòng Nike. Đây là chiếc màu vàng. Anh đây là chiếc màu vàng đẹp, chiếc màu đen. Dạ rời về thưa quý vị. Với giá chúng tôi không thể biết được bởi vì vụ mua bán này kinh trên thực địa nên giá đã được công ty bảy nhà sản xuất bỏ. Anh còn chiếc chai cô của anh Cường thì có lẽ không thể với đôi cha cô mùi cà phê ở ngoài cửa anh trở nên độc đáo nhất thị sau tỏ bởi vì toàn mùi Coca Cola và mùi Pepsi chứ không ai có mùi cha cô như anh. Còn anh nói về Mờ Rà Dương thì sao nào? Mờ Rà Tuần Dương một tay bắn đầu kích một tay đá FIFA nổi tiếng và là chủ một nhà giữ xe nổi tiếng chuyên đánh cắp từ từng Asama sang Mini thưa quý vị. Anh Mờ Tuần Dương đang che mặt và che đầu vì anh có mái tóc rất đẹp vừa cắt ở Tony Quyền với giá 15.000 đồng. Nhưng khi anh đang ngồi chơi toát đấy, thằng nào lại nhắn tin đến rồi. Đây nhắn tin về mờ là bơ nào xem bơ nào mờ là bơ đang anh trả lời tin người yêu anh không trả lời Lý Hằng Thư đã hẹn giờ đi ăn ấp anh mà bơ là không trả lời. Anh có một thân hình rất cường tráng nhưng anh uống bia thì hơi kém. Anh có quả đầu cũng tắt ở Côn Nhi Quyền nhưng với giá 10.000 đồng rồi bơ tắt 15.000 thôi một cái dương 15.000 thế bằng giá của anh xin mờ là bơ quay ra cho mọi người. Vâng, mặt anh ấy đỏ, cơ mặt trời, anh đây, anh MRT, không chịu quay mặt với anh. Thế còn MR Magenta thì sao là? Magenta có mái tóc tơ rất đẹp, giống thằng em dai cùng cha khác bố với anh. Anh có cùng cha khác bố. Ở cổ vàng rất đẹp, thưa quý vị. Anh đây là dây vàng của anh, đấy, các bạn ấy có dây vàng đấy. Dây vàng đắp lạnh quá. Áo đâu rồi? Đấy. Vâng, anh MRB đang lạnh bởi vì nhắn tin với người yêu nên anh đang phải đắp áo và như nói những câu mà khiến bơ lạnh buốt. Anh đang không đưa áo cho anh đang cầm điện thoại. Vâng, mỗi người đây dùng con 63, chỉ riêng tôi dùng con 12. Còn đây là anh Hoàng thì sao? MR Hoàng, một fan club của Manchester rất sơn. Thưa quý vị, anh đang nằm gục mặt xuống đất và úp mặt vào sàn. Anh có những độ quay trái và quay đi rất đẹp. Lông bụng anh thì vô đối trường vương. Lông nách của anh thì chỉ đứng thứ nhì bởi vì sau anh bếp ba tạo thứ vị. Lông anh thì cũng rất to. Anh đang cười như hồng kính nhưng anh nhắm mắt. Tại sao anh không mở mắt ra? Tại sao bạn lại cứ phải che bụng như vậy? Vâng, rồi. Anh có đôi thắt lưng là Choi Lai of Min. Vâng, theo tôi dịch là chim là cái chính nhất. Thưa quý vị. Chim anh rất to đang cồ lên khỏi phần bò anh cần. Vâng, anh Pepa Tạo vừa gọi tôi thì phải. À không phải, anh Pepa Tạo. Anh Pepa Tạo đang gọi tôi thì phải. Anh vừa được hàng thư nhắn tin anh hơi ấp. Anh Pepa B-boy đã đứng dậy từ quý vị. Anh đang cầm gối. Vòng đôi, vòng tay vẫn đeo chiếc vòng Nike. Vòng tay cầu hôn. Vòng tay cầu hôn. Hôm nay đầu ai? Tuy anh cũng rất to và tím, người anh nhiều nốt ruồi nhưng trong ảnh lại không có nốt ruồi nào. Và đây là ảnh của anh Mờ Rà Cường. Mờ Rà Cường, vâng. Thưa quý vị chắc đã nhìn rõ anh đã sử dụng Photoshop để xóa đi những nốt ruồi làm xóa đi nốt tàn nhang. Những nốt tàn nhang khuôn mặt anh hỏng những nét của một b-boy chính thức. Còn đây là anh Đạt. Bếp ba lông nám mẹ. Nốt đây em, bếp ba lông nám đến đâu rồi? Đây lông nám say quá, không biết cái gì rồi, nhanh lên đó. Anh bếp ba lông nám không say, không biết gì nữa là kể hết chuyện đời tư cho chúng tôi nghe. Anh đang ngủ như một chuyện con đời tư về... con. Chuyện đời tư về ai? Về em Nhung ở nhà thờ và em Thúy ở ngoài ga thưa quý vị. Anh có quả quần DNG, Dolce và Gabbana rất đẹp. Quả quần tuy đã bạc màu nhưng cũng không thể xóa đi những nét sang trọng giấu sau vẻ bạc màu đó. Vâng, anh đang ôm chiếc áo Trường Hùng Vương. Vâng, anh rất vinh dự khi được ôm chiếc áo Trường Hùng Vương bởi anh đang học lớp 11B Trường Hùng Vương khoa chuyên toán văn Anh và một lớp giỏi Anh nhất khối 10, nhất khối 11 hiện nay thưa quý vị. Anh đang há mồm như một con chim chờ được mẹ bón mồi ăn thưa quý vị. Anh ngủ mà không nhắm mắt, ôi đúng là một kiểu ngủ độc đáo thưa quý vị. Cả anh Bé 38 cũng thế. À anh quên mẹ Bé 38 làm chuyện. Anh Bé 38 bắt đầu bực mình, tôi cứ nói kệ mẹ anh ấy.
Anh Beo Hùng há mồm, anh Beo AT quay mặt đi chỗ khác cả, em Beo AT nằm cũng mặt xuống đất. Lý do là tại sao? Có lẽ là vì Beo Hùng đã hà hơi thợ ngạc, Beo AT phải quay đi. Beo AT có mái tóc xoăn rất đẹp và Beo Ban Long có một mái đầu vốn dựng lên theo thiết kế của Tôn Thị Quyền. Vâng, anh Beo đã tạo, tôi vừa tìm thấy một cái vòng có hình xoay rất đẹp. Quả này ngủ đi. Không ngủ đi, nói lắm quá. Anh ơi, anh ngủ quá. Này, mày hết chương trình chưa? Vâng, bây giờ đã là 1:30 phút trưa nên tôi xin kết thúc chương trình ở đây. Hẹn gặp quý vị lại sau. Goodbye, see you again. À, được rồi. Được rồi.